ở thời điểm 2023 này thì bằng đại học liệu nó còn quan trọng không? Bằng đại học thì không chỉ 2023 có thể là 2049 thì nó vẫn sẽ quan trọng thời kỳ nào cũng sẽ đều có sự quan trọng của bằng đại học nhưng mà quan trọng nhất là cái bằng đại học đấy là dùng vào cái gì? À, một người trẻ thì, em thì cũng vừa ra trường cái này tầm một hai năm thôi ừ. thì em đang tự hỏi là liệu mục đích của việc lấy bằng đại học để làm gì? Thế thì anh sẽ hỏi em xem có giống các bạn không nha phần lớn những người trẻ chúng ta ấy, lấy bằng đại học có lẽ là đến từ lý do là muốn làm bố mẹ hài lòng. trên xe Uh, chúng ta muốn uh, giống như, nó, nó giống như kiểu là một cái nhiệm vụ ở trong game ấy, cái nhiệm vụ đấy bằng cách này cái kia chúng ta đều phải hoàn thành bởi vì nó giống như là một cái sự yên ổn, một cái sự đền đáp, một cái sự uh, cảm giác như là đã giải thoát được một cái gánh nặng khi chúng ta đã mang theo những cái kỳ vọng của bố mẹ nó suốt những cái quãng thời gian thì khi ta đẻ ra, nó khi ta học xong đại học, để bố mẹ thì yên tâm là à mình đã lo cho nó học đến nơi đến chốn đấy thì các cụ luôn, luôn ngó mà mong muốn như vậy thì đến nơi đến chỗ này tức nghĩa là có được cái bằng đại học thì có thể yên tâm là con cái mình giống như kiểu là đã có thể cầm được một cái công cụ để mà ra đời có thể kiếm ăn và tự lo cho bản thân vì thế nên đấy có lẽ là cái điều quan trọng nhất khi chúng ta học xong đại học là để cho bố mẹ có thể phần nào yên tâm và cũng như là tự hào về bản thân chúng ta và nuôi nấng chúng ta cảm giác như kiểu là đã thành người rồi ấy nhưng mà em thấy thì hiện tại không nói đâu xa nha ừ. trong cái tệp quen biết của em đi tới khoảng 30 người thì có khoảng tới 28 người người ta làm lấy bằng đại học xong người ta làm trái ngành rõ ràng rất nhiều người đều như thế chúng ta có thể kể đến những cái người làm ở công ty uh, vinh xô đẹp trai đi ví dụ như là Tú Đội này ngày xưa học uh, tài chính ngân hàng này học viện tài chính ngân hàng gần xong rồi thì cũng bỏ ngang này Dũng này ngày xưa học uh, cái gì uh, nông lâm ấy nhỉ tự nhiên quên mất rồi uh, thì cũng bỏ này Trung Anh Editor này cũng bỏ này Ờ uh, kể ra thì sẽ rất là nhiều những người cũng đang làm ở công ty nhưng mà bỏ học gọi là bỏ ngang luôn thậm chí là học gần xong hay là đang học hay là mới đầu thì cũng rất nhiều anh em đã bỏ thì tại vì sao bởi vì phần lớn như anh em đều đang không làm đúng cái công việc theo cái bằng của mình ví dụ như anh em cũng quay trở lại vấn đề đầu là vì muốn hài lòng bố mẹ đôi khi chúng ta đã thi vào những cái ngành chỉ đơn giản là vì bố mẹ muốn chúng ta thi ngành đó ví dụ như tú đi bố mẹ muốn cho học ngân hàng nhá bởi vì nghe học ngân hàng là biết rồi sau này làm ngân hàng là có tiền rồi chẳng hạn hay làm kế toán mấy công việc tài chính văn phòng mà theo kiểu là mọi người rất là phổ biến thì quay trở lại vấn đề đầu thì có thể rằng là khi mà những bạn này chọn ngành ấy thì đã chọn những cái hướng mà bố mẹ muốn đúng không ạ tại vì như anh luôn đấy ngày xưa anh thi thì bố mẹ muốn là kiểu thi mấy cái ngành như kiểu là kế toán tài chính tướng tinh ấy tức nghĩa là biết là sau này sẽ dễ ra trường để mà làm việc bởi vì cái gì liên quan đến tiền chả làm được xong con học các cái trường trường học chúng ta đôi khi cũng thế ví dụ như là anh ngày xưa muốn học trường marketing chuyên ngành marketing nhưng ngoài hà nội chưa có không phổ biến trong sài gòn có một trường là trường đại học marketing nhưng mà không được cho đi làm sao mà đi 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 học xa như thế xong rồi bố mẹ muốn giữ ở nhà thì khi đó lại phải chọn một cái trường khác hoàn toàn mà cảm thấy hợp với năng lực của mình và cũng chọn vào cái ngành kế toán cũng nghĩ rằng vì cái ngành đấy dễ xin việc đó yếu tố thứ hai ngoài việc bố mẹ quyết định cho chúng ta ra thì một phần là vì chúng ta không xác định là đam mê là gì đúng ạ, rất nhiều anh em học cấp 3 xong, ví dụ như em học cấp 3, em đã xác định được đam mê của mình là gì chưa? có, em xác định được chứ là gì? nhưng mà năm cấp 3, em có coi một cái chương trình đó là tòa tuyên án ừ. em rất là thích cái cách làm việc của luật sư này nọ, rất là ngầu em muốn làm luật sư đúng không? em làm luật sư và em nộp vào em học luật ừ. cho đến khi em vào em học luật rồi, em mới cảm thấy là nó không như mình kỳ vọng biết ngay, đó, thấy chưa? Tức nghĩa là chúng ta chưa xác định được đam mê, tại vì sao? đấy chỉ là sở thích và ao ước của em thôi cái điều so sánh của em không khác gì câu chuyện hỏi là sau này em muốn trở thành gì em bảo em thành Superman đấy. Nó chỉ là một cái hình tượng em ngưỡng mộ nhưng nó không phải là đam mê của em Bởi vì cái đam mê này là chúng ta phải ít nhất phải đi sâu vào cái chuyên môn của cái lĩnh vực đó Chúng ta tìm hiểu về nó hàng ngày hàng giờ và chúng ta thậm chí là được tích lũy những cái kinh nghiệm còn trước khi chúng ta học Đúng không? Em nghĩ mà xem này những cái bạn nào mà có đam mê với kiến trúc Các bạn có chờ lên đại học các bạn mới cứ học vẽ rồi cũng như thiết kế không ạ? Không có hay là những cái bạn nào nhận được đam mê sớm của mình về hội họa Liệu đến khi thi đại học thì bạn bắt đầu mới học về thanh nhạc là gì có chuyện đó thì đấy mới thực sự là những cái đam mê hay những cái tài năng người ta đã tìm được người ta theo từ sớm nhưng phần lớn chúng ta những cái con người mà chưa xác định được thì chúng ta sẽ chọn một phương án an toàn thì khi chúng ta không biết là mình đam mê gì thì chọn ngành học ờ, rồi nếu mà may mắn thì chúng ta chuyển đường ngành theo đuổi hoặc là học lại gì đó nếu chúng ta không ấy, chúng ta sẽ đang phải làm lại hoàn toàn từ đầu và bởi vậy nên mà các bạn mà học sai ngành và sau này khi mà các bạn trong quá trình chúng ta đi làm thêm chúng ta đã tìm được đam mê chúng ta muốn dành thời gian trau dồi cho cái đam mê đó để chúng ta có thể làm được việc luôn thì anh nghĩ đấy là lý do tại sao mà rất nhiều người mà bây giờ đi ra ngoài các bạn đang làm hoàn toàn không liên quan đến cái bằng của mình bởi vì đến khi mà các bạn học gần xong rồi thì các bạn đã mới tìm được cái đam mê thì khi đó nếu mà bỏ dở ngang thì sẽ làm cho bố mẹ rất là buồn các bạn sẽ cố học cho xong nghĩ xem bây giờ học đến năm 4 rồi sắp ra trường bây giờ lại bảo bố mẹ ơi con muốn học lại từ đầu ngành khác à? thì có xỉu ngang luôn không bố mẹ thì là người nuôi cho mình ăn học nghĩ sao mà con mình sắp về đích lại muốn nuôi lại từ đầu mình là bố mẹ mình còn buồn chứ đừng nói gì là 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 uh, bây giờ là bố mẹ mình nhé vì thế nên các bạn sẽ cố gắng cho xong nhưng mà ra đời thì các bạn sẽ lại trau dồi học thêm những cái khóa khác hoặc những cái kiến thức hoặc những cái gì đấy trau dồi thêm thì bây giờ anh cũng có một cái người em cũng đang phải làm y hệt như thế đang bắt đầu từ con số không hoàn toàn so với những cái bạn là cùng trang lứa là đã thậm chí bây giờ có gia đình có con hết rồi anh nghĩ sao về cái câu nói rằng là đại học không phải là con đường duy nhất thành công? À, Thực ra thì anh nghĩ à, cái này ngày xưa ấy, thì còn bị phản đối nhiều, cái thời mà tất nghĩa là chưa nhiều công việc lựa chọn đấy, toàn là làm văn phòng, thì đại học gần như là con đường duy nhất đến thành công. À, tất nhiên là cũng có nhiều người có thể đến thành công từ thời điểm đó mà không cần bằng đại học rõ ràng rồi, thời đại nào cho có. Nhưng khi mà bây giờ cái cuộc sống nó đã thay đổi quá nhiều thì cái vấn đề là đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công ngày càng rõ ràng hơn nếu mà các bạn chịu khó xem thời sự cần được tin tức thì chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam là một quốc gia mà ngày càng nhiều thầy mà thiếu thợ chúng ta ai cũng cứ đi học để học chính vì yếu tố là gia đình nào nghĩ là phải học đại học mới thành công mới kiếm được tiền đặc biệt là cái số lượng người đi học đại học để thành thầy xong thì nhiều quá ít người để mà theo cái ngành thợ hay những cái chuyên môn ví dụ như chúng ta có thể thợ đây thì tôi không nói những người đi làm thuê đơn thuần là kiểu bốc vác hay là cái gì cả mà thợ ở đây ví dụ như là đấy những cái người theo những cái ngành liên quan đi là thiết kế rồi họa sĩ hay là bất kỳ một lĩnh vực nào đó tức nghĩa là họ sẽ cần đầu tư vào chuyên môn thôi nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều bố mẹ mong muốn con ra trường sẽ kiếm một công việc mà nhẹ nhàng ngồi văn phòng chứ sẽ không phải là đi làm những cái công việc gì đấy nó vất vả đấy bị suy nghĩ như thế nên mà anh thấy khi mà cái người trẻ của chúng ta bây giờ ấy, chúng ta bắt đầu lựa chọn như những cái ngành nghề thậm chí còn không có trong trường đào tạo như đây làm KOL, làm streamer, youtuber, tiktoker vân vân và vân vân. Rồi chúng ta sau sẽ thấy rằng là có những người có tìm được cái đam mê làm những cái công việc mà thậm chí họ không cần phải bằng cấp. Ví dụ như ngày xưa các bạn quay dựng ở bên mình cũng làm gì có bằng cấp gì liên quan quay dựng nhưng các bạn có năng khiếu hay những cái bạn mà thậm chí ban đầu xin vào để viết web nha, cuối cùng lại chỉnh sửa video tốt thì lại chuyển sang là đi quay dựng video. Đấy, có những bạn thì ban đầu là làm reviewer nhưng cuối cùng thì lại chuyển sang một công việc khác thì mới thấy rằng là về bản chất bây giờ cái mấu chốt là chúng ta có quá nhiều phương thức để mà kiếm tiền chúng ta không còn phải là đến để mà chờ công ty nuôi chúng ta nữa bây giờ chúng ta thậm chí làm freelance ở nhà lên mạng đi dịch bài viết tin chúng ta design online chúng ta làm đủ thứ chỉ cần ngồi một chỗ ở nhà chả có bằng cấp gì chúng ta cũng đã kiếm được tiền bởi vì cái mà bây giờ người ta đang cần là những người làm được việc thật sẽ có những công ty cần về bằng cấp và sẽ có quá nhiều những công ty họ cần những người làm việc thật viện công ty của chúng ta này hạn thì chúng ta là những startup trẻ chúng ta là những cái người mà không quan trọng về bằng cấp chưa bao giờ anh nhìn thấy cái bằng của bất kỳ một bạn nào xin việc làm ở đây hết mà anh chỉ cần biết là cho bạn này vào thử việc mấy tháng làm được việc không thì chúng ta nhận làm thế thôi đó thì ngoài kia bây giờ nhờ cái thế hệ trẻ ngày càng đi lên startup ngày càng nhiều thì cái tư tưởng về cái việc là cần phải có bằng cấp thì mới uh, xin được việc hay thành công thì nó ngày càng ngày càng được dọn dẹp bỏ đi và bây giờ các công ty chỉ quan tâm là tôi trả từng này tiền tuyển từng này người thì có làm được việc không tại vì cái bằng cấp với những công ty này nó không quá quan trọng họ muốn bỏ ra từng đồng và xứng đáng trong khi đấy thì với những cái doanh nghiệp thì họ ví dụ như đặc biệt là nhà nước thì rõ ràng hay là ở ngân hàng này và rất nhiều các doanh nghiệp thì họ đã là truyền thống cần bằng cấp vì bằng cấp cũng là một cách họ lọc đầu vào những cái nghề đấy ví dụ như là làm kế toán ở các ngân hàng hay là kể cả những doanh nghiệp thì họ cần phải biết là khả năng của bạn tới đâu chứ đúng không ạ tôi không thể gọi là tuyển một người mà nói rằng là à bạn này có năng lực tốt lắm nhưng bạn chưa có bằng thì làm sao mà một nhân sự có thể tuyển đây bởi vì quy mô tuyển nhân sự người ta quá lớn người ta cần phải có một cái quy trình và để cho kể cả ở bất kỳ ở chỗ nào người ta sẽ đều tuyển như vậy đúng không còn tại sao chúng ta làm được theo kiểu không cần bằng cấp vì đây là ví dụ như là những cái startup này thì sẽ có những người họ sẽ có thể theo từ đầu của công ty họ là có thể là một founder từ đầu họ đã hiểu công ty quá nên họ có thể tự tuyển người và có thể theo sát để mà điều khiển chứ còn ví dụ như một doanh nghiệp có đến hàng trăm hàng nghìn nhân viên rồi thì họ chỉ có một quy trình là à bạn phải có bằng đầu này thì bạn mới qua được một cái cửa một đến cửa hai thì tôi sẽ cần bạn phải thể hiện bằng cấp như thế này kia chẳng hạn đó thì anh thấy là do cái công việc các bạn chọn và hướng đi sự nghiệp các bạn chọn thì bằng cấp có quyết định quan trọng hay không anh có một người bạn mà hiện tại đang làm freelance ở Hoi và bạn đang làm freelance thì thậm chí là thu nhập rất tốt nhưng bạn đấy đang muốn học thêm một bậc cao hơn thì anh mới hỏi tại sao bạn bảo rằng là vì em sau này là em muốn về trường để dạy cái khóa học thiết kế ở trường và uh, hiện tại là một người gì của em cũng đang dạy ở trường và với bằng cỡ này thì thu nhập của gì là cỡ này đó thì nghĩa bạn ấy có một cái kế hoạch của cuộc đời thậm chí bạn đang làm freelance là bạn đã có tiền dư giả rồi bạn ấy không bị gò bó nhưng bạn ấy cũng xác định là nhiều năm sau mình không thể làm freelance mãi bạn còn phải lập gia đình các thứ nữa thì sao mà chạy lăng xăng như thế thì bạn ấy cần một công việc ổn định hơn, một cái thu nhập để mà và cũng như cái ưu đãi để sau này mà bạn có ốm đau nghỉ hay các thứ thì còn được chăm sóc. chứ còn đôi khi bây giờ các bạn trẻ chỉ nhìn câu chuyện là kiếm được bao tiền rồi hài lòng ấy, xong các bạn cứ xa đào vào đấy thì sẽ rất là phiền. nhưng mà anh thấy tóm gọn lại là chúng ta đang muốn gì, sự nghiệp chúng ta như thế nào, cái bằng có đóng quan trọng trong cái quá trình hướng tới sự nghiệp đấy không? thì các bạn sẽ tự trả lời được cái điều đó. đấy, đây là một cái câu chuyện của bạn em nha, bạn cùng phòng của em hồi đại học. Đó là bạn cũng vô học luật giống như em luôn Nhưng mà lúc bạn học thì nhà bạn rất là khó ừ. Gia đình phải bán luôn cả cái mảnh ruộng vườn nhà để cho bạn đi đi học ừ. Lúc đó bán thì đâu đó khoảng được 400 triệu á ừ. Cho đến khi bạn học ra trường thì bạn đi làm công nhân lương 5 triệu ừ. Và cái mảnh đất nó lên giá 4 tỷ Ờ Đương nhiên cái này thì anh đọc rất là nhiều rồi Thậm chí là những cái bài mà bán nhà cho con đi du học Trung Quốc hay gì đấy Xong rồi bây giờ nhà nhà nó gấp 8 lần giá trị Trong khi con bây giờ đi du học nước ngoài về làm lương vài đồng thì rõ ràng ừ. Cái đấy thì nó có rất nhiều nên mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái những cái case study như vậy mà đấy Thì uh, bạn anh cũng thế ừ, Bố mẹ lo cho để mà đi uh, du học ở Trung Quốc uh, Xong rồi đi học hình như là một hai năm học tiếng thôi đã bỏ cuộc bỏ về Bố mẹ lại lo lót cho để mà đi làm ở những cái chỗ khác Thì mới thấy là đấy tốn một đống tiền rồi con vẫn cứ về vẫn phải cứ lo lắng cho con thôi Anh cảm thấy đấy là một cái điều mà hơi thái quá của phụ huynh Đôi khi chúng ta chăm sóc cho con quá mà không biết thực sự con muốn gì Về bản chất nó đang hại con chứ không phải là giúp con cứ ép con làm cái này cái kia theo đúng cái 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 mong muốn bố mẹ nghĩ rằng cái chí hướng là à chúng mày cứ theo đi hướng này thì toàn mày, mày sẽ thành công đi nhưng đấy không phải là cái hướng mà con mình thích thì cái hậu quả để lại đấy lo cho nó đủ thứ xong rồi bây giờ về còn phải lo công an việc làm thế định lo cho nó đến cả đời sau này bố mẹ mất đi rồi xong rồi ai sẽ chăm sóc cho nó đây đúng không rồi cái chuyện mà bằng đại học đi bây giờ nó về định kiến xã hội về gia đình ừ. nó có phải là cái mà khiến giới trẻ bây giờ bắt buộc phải lấy cái bằng đại học không ngày xưa thì chắc chắn ngày xưa giống kiểu là em sẽ hình dung như này chúng ta ở quê hoặc là thậm chí ở những cái tổ dân cư chúng ta sinh sống ấy thì tổ dân cư thường có những cái như là bằng khen mỗi khi mà họp cuối năm hay là nhân một cái dịp lễ tết gì đó cho các cháu được học sinh giỏi rồi học sinh xuất sắc rồi thậm chí thi cấp tỉnh thì dẫn việc là ví dụ như là ở quê anh thế thôi cháu nào mà thi đậu đại học thì năm đấy anh sẽ có thưởng đúng không ạ thì đấy là những cái tức nghĩa là bố mẹ chúng ta khi gặp gỡ hàng xóm bạn bè rồi cũng như là họ hàng thì nó là họ ồ con anh chị đã thi đại học chưa nó đậu trường nào thì cái điều đó đã là một cái áp lực từ bố mẹ sẽ truyền đến cho chúng ta nhưng đấy là câu chuyện của rất nhiều năm ngày xưa rồi còn hiện tại ấy, chúng ta đã lên một level là à thằng này tháng kiếm được bao nhiêu tiền cháu đi làm công an việc làm ngộ không không thì các bạn về tết xem cứ gì hỏi à năm nay thu nhập như thế nào thì bây giờ Quay những câu chuyện là cái việc mà bằng cấp không còn quan trọng bằng cái việc là nếu như một ngày mà bạn về quê bạn đi một chiếc ô tô xịn bạn trông thật lắm tiền thì người ta chả đi hỏi là bạn có bằng cấp đại học hay không đúng không ạ xã hội đang thay đổi dần dần thôi các cụ bây giờ cũng không có nhìn vào câu chuyện là chúng ta nhất định là phải có bằng đại học mà chỉ cần nhìn mà à thằng này nó thành công quá thằng này có tiền nhiều quá à, hay là thằng này nó thế này thế kia thì nói chung là anh nghĩ là nó chỉ là đổi hình thức đánh giá từ việc là phải có bằng đại học thì bọn trẻ con chúng mày những cái người trẻ như mày mới thành công đấy các cụ sẽ nghĩ thế khi bây giờ đổi sang là à chúng mày kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng là một cái thước đo để đo về việc là mày có thành công hay không thì anh thấy là cái việc bằng cấp bây giờ không quá nặng nề nữa đâu trừ gọi là trường hợp đặc biệt ở một số các cái nơi thì kiểu là do vẫn là truyền thống như vậy cũng không có sự thay đổi về tư tưởng thì có thể là vẫn quá quan trọng nhưng mà với những cái cuộc sống của anh xung quanh anh thấy cái điều đó không còn phải là cái tiên quyết nữa em thì trong gia đình em vẫn đang rất là định kiến về cái việc mà có bằng đại ừ, học á xưa lúc mà em học đại học thì năm tư em cũng đang tính bỏ rồi em không theo được nữa ừ. thì mẹ em thì là người động viên tinh thần em nhiều nhất ừ. mẹ em thì kêu là có thể là mẹ không quan trọng cái việc con ừ. ra trường hay không có bằng hay không miễn là sau này con làm được cái việc mà con thích ừ. và có thu nhập được thì đó là mẹ vui rồi nhưng Thế ngược lại ba em thì khác ờ ừ, đấy đấy, đấy bà. thì em sẽ thấy rằng đó chính là vì bố em chẳng hạn thì ở trong họ lại còn phải va chạm với những ông khác những cái người khác Xong rồi cứ hỏi như thế thì rõ ràng là anh mới bảo cái áp lực đấy sẽ đến từ phụ huynh của mình Và có những người mà đấy như kiểu mẹ em hay là mẹ anh hay cũng rất nhiều người sẽ nhìn đến câu chuyện là À chỉ muốn là sao sau này mình không phải lo cho nó nữa nó kiếm được con việc làm ổn định là được Học hay không thì kệ nó Có những người suy nghĩ đơn giản như thế Còn có những người thì sẽ luôn luôn là vì cái hình ảnh và cái danh vọng Hay là rất nhiều cái mà họ sẽ không muốn là để cho thua thiệt với những người khác dẫn việc là sẽ muốn con mình như thế này thế kia Thì anh mới nói rằng ở đây là anh ngày xưa khi mà các bạn mà trước khi nghỉ học Em luôn khuyên là có thể bọn em không đi học cho bản thân mình thì có thể bọn em cũng nên suy nghĩ đến bố mẹ. Bố mẹ cũng đã đặt một cái kỳ vọng rất lớn vào em. Thì trước khi mà bọn em muốn bỏ bọn em cũng hãy chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ. Tại sao bọn em muốn bỏ khi mà bố mẹ đã lo cho bọn em rất lâu. Thì uh, ngày xưa công ty mình uh, những cái bạn mà trước khi mà nghỉ học thì anh luôn luôn nói là bọn em hãy về nói chuyện với bố mẹ đi. Tại vì uh, khi đó em cần phải trả lời được câu hỏi là tại sao mình lại muốn nghỉ học bố mẹ cần phải, phải yên tâm với cái quyết định đó chứ nó không phải là một quyết định theo kiểu bồng bột để sau này mà bố mẹ sẽ cảm thấy là mình hối tiếc cả đời đó thì bọn em cần phải nói với bố mẹ là ờ con nghỉ bởi vì con cứ học như thế này thì con không làm được việc này đâu chỉ tốn tiền thôi con muốn đã tìm được đam mê của mình bố mẹ không phải lo cho con thì khi đấy ví dụ như các bạn thích thì đừng có ăn bám bố mẹ nữa ra ngoài mà ở riêng đi tự lo cho cuộc đời mình đi để chứng minh được cái điều đó là thật hay là kể cả cái việc như về chia sẻ bố mẹ để biết được là bố mẹ đang phải cũng chịu những cái áp lực từ những bên ngoài như thế nào thì để chúng ta có thể cùng với bố mẹ vượt qua chứ đúng không ạ chứ bây giờ nghĩ các bạn tự nhiên bục phát các bạn bỏ xong tự nhiên bố mẹ bạn lại nghe được từ người khác nói là ớ thế bảo con anh nó bỏ học được kia nó đấy có sốc óc không thì chúng ta trước khi làm những cái điều cho bản thân mình thì chúng ta cũng nên báo cho phụ huynh một câu thằng em anh là như thế thậm chí là ngày xưa nó muốn học là muốn học bách khoa theo ngành mà liên quan đến uh, sửa điện đóm tướng tinh bố mẹ thì muốn theo công an để cho nó ổn định thì cũng thi đậu công an học mấy năm trời xong lại lo cho nó để mà có thể chuyển về làm ở ở, ở tỉnh tại vì nếu không thì uh, làm uh, công an thì em xong thì phải điều động đi sao cho mà phù hợp thôi thì lo cho về nhưng làm được hai ba năm thì nó quyết định ra khỏi ngành bởi vì đấy không phải là đam mê của nó bố mẹ nó khóc lên khóc xuống khóc quá trời quá đất luôn lo cho con biết bao nhiêu thì hôm đấy cậu cũng gọi điện cho anh anh nói bảo rằng là Uh, cậu tốt nhất là đồng ý cho nó nghỉ đi. Tại vì đây là lần thứ hai thứ ba nó có ý định đấy rồi, mà con người ta đã có lần thứ hai thứ ba á, là chắc chắn là nó sẽ làm, bởi vì nó đã nung nấu được một cái điều đấy quá lâu rồi. Chứ nếu mà cậu có thể cản được lần này nhưng nó sẽ còn lần khác và cách tốt nhất là phải để cho nó thực hiện điều đấy để nó không bao giờ còn lăn tăn trong cuộc đời rằng là nó sẽ còn có, có làm được điều đấy hay không. Bởi vì cậu mợ không thể đi với nó cả đời để mà có thể lo cho nó cho đến khi nó chết được cậu mợ chắc chắn là đi trước nó rồi thế thì bây giờ đến khi đó cậu mợ nằm xuống rồi mà nó ở đấy thì ai sẽ lo cho nó cậu mợ phải để cho nó được trưởng thành đi và cách trưởng thành nhanh nhất là hãy để cho nó được tự quyết định về những vấn đề của đời của nó thôi nó cần phải biết đúng sai chứ Vì bây giờ mình cứ uốn nắn nó thì nhưng mà về bản chất cái việc mình yêu thương quá như thế đối với nó là mình đang cướp đi một cái ước mơ của nó cậu mợ sẵn sàng lo cho nó nhà cửa xe cộ lấy vợ con nhưng mà có thể đấy không phải là điều nó cần cái điều nó cần ở đây chính là cái ước mơ được làm cái công việc của nó Và việc chúng ta quá gò bó Nghĩ như vậy là tốt Thì về bản chất ta đang cướp đi cái ước mơ Cuộc sống thật sự của nó Thế là nó quyết định nghỉ Ra Hà Nội ở, ở cái độ tuổi mà bạn bè đã lập gia đình Lại đi học lại từ đầu Học nghề lại từ đầu Thì sẽ học 6 tháng Và cái lúc mà trong quá trình đấy Nó đang cái nghề tay trái nữa là nó đang sửa đồ điện tử xong rồi nhặt mua lại mấy cái linh kiện sản phẩm cũ sửa để bán Thì đấy anh mới thấy rằng là cái câu chuyện là nếu như chúng ta chỉ suy nghĩ cho bản thân thì đôi khi nó không phải là thực sự tốt Chúng ta nên chia sẻ với bố mẹ bởi vì Đấy là những người mà đã giúp chúng ta có thể ăn học một cách tử tế Thì dù có bỏ hay không Thì đó không phải là quyết định của mỗi riêng bạn Mà nó là còn liên quan đến cả bố mẹ Những cái người đã lo lắng mất ăn mất ngủ về việc là cho chúng ta đi học như thế nào Chúng ta đã làm thế nào để thi được vào đại học Rồi thậm chí ra trường bố mẹ cũng là người suy nghĩ xem là cho bạn sẽ công an việc làm ở đâu chắc chắn luôn. đấy là một trong những cái người đầu tiên sẽ suy nghĩ về điều đấy. Đó. Vì vậy nên mà anh nghĩ cái việc mà uh, bỏ học uh, hay là không học được đúng ngành nghề của mình thì các bạn nên cởi mở chia sẻ với bố mẹ, đừng để cho sau này thì nó sẽ là một trong những cái mà các bạn sẽ cực kỳ hối tiếc. Cái này là em hãy muốn hỏi cái cái trải nghiệm của anh nha. Đó là suy nghĩ của anh là môi trường đại học sẽ dạy cho mình được điều gì? Ừ. Ờ, cái lý do thứ hai nữa về cái việc là tại sao anh muốn các bạn nên đi học đại học là sau cái việc mà vì bố mẹ thì một câu chuyện đó là có thể chúng ta không có kiến thức để áp dụng công việc ở đại học nhưng nó sẽ dạy chúng ta nên người. Cái nên người ở đây là gì? Thứ nhất là tính kỷ luật rất quan trọng. Chúng ta đi học đại học chúng ta phải điểm danh. Chúng ta có cái điểm chuyên cần. Chúng ta có điểm học chuyên môn. Thì cái việc đó sẽ rèn luyện chúng ta là phải đi đi học đúng giờ. Cái điểm thứ hai nó rèn luyện ta được cái sự tập trung và khi chúng ta làm việc thì nó sẽ chuyên tâm hơn đó là chúng ta có những bài thi những cái áp lực của những cuộc thi khiến chúng ta là nó phải học làm sao mà chăm chỉ đầu tư vào cái sản phẩm của mình hơn nó rất tốt đây là những yếu tố sẽ giúp cho việc đi làm thứ ba nữa là trường đại học ví dụ như là bây giờ các trường phần lớn là đang mở rộng kỹ năng mềm ví dụ như là anh ngày xưa học nào là kỹ năng bán hàng kỹ năng giao tiếp vân vân và vân vân thì những cái kỹ năng đấy giúp cho các bạn để trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm để chúng ta có thể làm một cách ngon lành nghềnh đào không nên coi thường những cái bộ môn đó uh, bởi vì những cái bộ môn đấy là một trong những cái điều giúp bạn có thể hòa hợp với lại cái môi trường làm việc hoặc là tiếp nhận mọi thứ khi mà một môi trường mới nó nhanh hơn chứ nên nếu ta không học những cái kỹ năng như vậy thì ta đâu biết gì rồi đến cái thứ tư nữa là học kỹ năng teamwork nữa tại vì thường là các bạn sẽ học bài tập nhóm thì khi ta làm bài tập nhóm chúng ta cũng phải phân công công việc và cái điều đó là điều mặc nhiên là rất quan trọng khi chúng ta đi làm gần như là không có ai đi làm việc solo cả chúng ta đều làm việc nhóm thì trường học cũng sẽ dạy dần cho các bạn những cái kỹ năng tương tự như vậy và bây giờ thì các bạn uh, mà học giống kiểu anh người xưa học tín chỉ các bạn còn phải có kỹ năng thứ sáu là các bạn phải sắp xếp được thời gian đấy các bạn sắp xếp như là phân công như là buổi sáng mình sẽ đi học buổi chiều mình đi làm thêm thì các bạn phải tối hóa thời gian của mình đây cũng là những cái kỹ năng mà lại cho anh thấy là trường học dạy ta rất nhiều những thứ kỹ năng trong cuộc sống và cả trong công việc thì các bạn đi học các bạn đang tích lũy những cái đấy hàng ngày nhưng các bạn không biết mà các bạn nhiều người chỉ cảm thấy ức chế vì phải đi học đúng giờ hay là thi nhiều quá mệt nhưng không các bạn qua được giai đoạn đó, các bạn có thể đồng hành với nó thì sau này khi các bạn đi làm ấy, những cái việc mà đi làm các bạn sẽ trở thành một người thích ứng nhanh hơn với môi trường việc và đặc biệt là rất là có sự chuyên nghiệp thì công ty uh, kể cả những cái công ty mà các bạn mới xin việc, các bạn mới làm nhưng nhờ những cái đức tính đó có thể họ sẽ trọng dụng bạn nhiều hơn so với những cái bạn mà uh, có thể là không được rèn luyện những cái tính như vậy thì sẽ rất là khó. Rồi. Đây. Uh, đây sẽ là câu hỏi cuối luôn trong uh. video này à, cái thời điểm mà các bạn xem cái video này á thì em nghĩ chắc cũng đã nó sẽ vô vào tháng tầm tháng 5 rồi ừ. là cái tháng mà chuẩn bị tất cả các bạn lớp 12 sẽ chuẩn bị bước vào cái cuộc thi ừ. đại học trung học quốc gia đó thì anh nghĩ những bạn nào nên đăng ký học đại học và những bạn nào nên đăng ký đi học nghề à, những bạn nào đăng ký đi học đại học đó là có thể ngay lúc này thứ nhất là các bạn phải học được đừng có ép bản thân mình vì anh biết nhiều bạn mà học cũng chả được nhưng mà vì cứ ép cứ cố thì thứ nhất là các bạn không nên cố gắng bởi vì nếu như uh, các bạn đi học như thế các bạn sẽ còn tốn tiền là đi học lại rồi đủ các thứ linh tinh nữa và có những bạn có thể học không chỉ 4 năm mà thậm chí 6 7 8 năm mới ra được trường chẳng hạn. Tốn tiền, tốn thời gian của cả bố mẹ nữa. Thì điều đấy chúng ta đang tự giết chính bản thân mình và cái 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 đam mê của mình khi mà mình cứ phải gò bó học học những cái thứ mà mình không thích ấy, chẳng tác dụng gì đâu. Thì đấy, thì những bạn nào mà tự cảm thấy mình không có năng lực học quá tốt mà đã tìm được một cái khác thì không nên cố ép bản thân mình. Ờ, cái thứ hai là những cái bạn nào mà uh, đã xác định được một cái hướng đi về lâu dài như anh đã bảo vệ như bạn anh ấy là xác định là sau này thậm chí là làm giáo viên hay là cái gì đó có một cái đam mê các bạn cũng đã bắt đầu nhen nhóm và có năng lực rồi nhưng bạn có thể hướng đi lâu dài thì các bạn có thể học liên tiếp là đại học lên cao học có thứ lên tinh luôn thì đã có một cái lộ trình như vậy và biết được xác định mình làm gì thì các bạn nhất định là nên đi học uh, cái bằng đại học chúng ta khi đó sẽ là một cái nền tảng quan trọng này hay là cái nhóm thứ ba là đối với những cái bạn mà xác định là học đại học á thì thậm chí là các bạn còn có thể là đi du học. Tại vì bạn sẽ không thể tự nhiên mà đi du học một cách bình thường được. Thì cái việc mà thực ra các bạn tự đi du học cũng được bởi vì chúng ta có thể cả những cái trung tâm bên ngoài chúng ta hoặc là thi đậu một cái bằng gì đấy thì cũng ok. Nhưng ý rằng nếu mà các bạn có những cái nền tảng ở Việt Nam rồi các bạn muốn lâu dài hơn, học những cái bằng cấp cao hơn ở nước ngoài thì cái việc mà chúng ta ở Việt Nam ta làm quen dần với cái việc đấy đã cho đỡ bỡ ngỡ ấy. thậm chí các bạn học đại học ở Việt Nam ở một số trường như chị gái ấy, anh có học thì là theo kiểu là một năm hoặc hai năm học ở Việt Nam sau đó là đi nước ngoài để du học cái phần còn lại thì cái việc mà đi học đại học ở đây như anh đã nói là cái yếu tố là rèn luyện chúng ta cái tinh thần chứ không là các bạn đang từ cấp 3 các bạn chuyển sang đi học đại học ngay lập tức nước ngoài đôi khi các bạn bị choáng váng ấy nó không xử lý được thì tóm gọn lại là những cái người mà đã tìm được cái đam mê hướng đi của mình xác định được sở thích và cũng muốn trau dồi chuyên sâu vào cái lĩnh vực mà mình đang muốn theo đuổi sau này đạt được thành tựu thì các bạn nên đi học đại học có những cái bạn nào mà đã tìm được những cái đam mê mà nó không liên quan đến cái việc học đấy nữa mà đã có những cái trường và những cái chuyên môn thì các bạn nên theo ví dụ như những cái trường làm về multimedia bây giờ nhiều các bạn đi học cấp ba xong cái nhảy vào là đi học về quay dựng edit video thiết kế đồ họa làm web là có luôn thì đây cũng là những cái mà liên quan đến công việc mà các bạn đã xác định đam mê, các bạn có sở thích rồi. Thì các bạn cứ lao vào những cái như thế, thậm chí có những bạn là đấy như kiểu là theo những cái uh, trường lớp vẽ mà có thể không phải là trường đại học. Rất nhiều cách để bây giờ các bạn có thể kiếm tiền. Thì hãy cứ xác định rằng là khi chúng ta làm điều gì ở cái độ tuổi này, khi mà các bạn lựa chọn trường đại học hay các bạn không học đại học, nó sẽ liên quan đến không chỉ bạn mà cả gia đình bạn nữa, bố mẹ bạn hoặc những cái người đang lo lắng cho bạn để nuôi nấng bạn ăn học thì anh nên có những cái cuộc trò chuyện ngồi xuống chia sẻ thẳng thắn đừng lo sợ bởi vì mình hiểu đây này bản chất mọi thứ phụ huynh làm cho chúng ta vì muốn tốt luôn luôn muốn tốt cho con lo lắng cho tương lai của con bố mẹ luôn luôn có những cái mục đích rất thực sự là vì yêu thương chúng ta nhưng trẻ con ấy đôi khi là vì cái tôi chúng ta và chúng ta quá trẻ trâu chúng ta cứ nghĩ là bố mẹ gò bó và ép chúng ta không hiểu được cái góc độ của bố mẹ đang yêu thương chúng ta cỡ nào thì để mà gỡ được cái thắc mắc này các bạn hãy ngồi xuống cùng bố mẹ để giải thích từng thứ là con nghĩ rằng nếu con cứ đi học như thế này nó sẽ phí tiền của bố mẹ bố mẹ thử tính xem một năm bố mẹ mất từng này tiền học sau đó con học thì cũng không ra gì trong khi đấy với số tiền đó bố mẹ để cho con đi học nghề sau này con sẽ ra trường cái con tự kiếm con việc làm con tự lo cho bản thân con đó mình phải có những cái câu chuyện chia sẻ thực sự nghiêm túc với bố mẹ và bản thân các bạn phải thể hiện là mình có trách nhiệm chứ không phải là một thằng chỉ có nói xong như thế xong chúng ta không học ta cũng chả có làm nghề gì tử tế nên hồn thì khi đó thực sự là người khổ nhất là bố mẹ rồi chứ không phải là các bạn đâu vì các bạn còn thời gian sau này các bạn làm lại nhưng mà bố mẹ cuộc đời thì ngày càng ngắn rồi bây giờ thấy thằng con nó như thế bố mẹ buồn chứ Thì các cụ cũng đâu có nhiều thời gian đâu đúng không vì Vậy nên mà hãy ngồi xuống chia sẻ thật lòng với bố mẹ Để cái cốt lõi là cả bố mẹ và các bạn đều cảm thấy hài lòng với cái quyết định của mình Những chia sẻ rất hữu ích Cảm ơn anh qua những cái chia sẻ rất hữu ích trong số vừa rồi Hy vọng là cái số này sẽ giúp được những bạn đang học đại học ừ. Sẽ và chuẩn bị thi vào có những cái kiến thức Có những cái góc nhìn quan sát nó rộng hơn về cái bàn đại học và xin chào các bạn và hẹn gặp lại một số podcast tiếp theo sau